Nếu lấy kìm nếu Dạ dạ nè, bầm mẹ nè. bầm mua chưa? Không rồi. Nó ăn cỏ, nó ăn gì đâu. Nhiều Cỏ. tối lắm. Gan tí cho luôn mà thì cay nhé. Bộ cái chân lên. Phanh thây. Kì rồi. Hai chân xong cần à? Hai chân sau không cần. Rồi nó bắt luôn. Ok đấy. Cho vào lò. Đổ than đi vào. Cho mày ở bên này này. Chờ quá, chờ quá. Nếu các bạn chặt cây này dài, bạn chặt nhiều vào. Bạn khó chặt vào ấy. Nào tiếng gọi.
Cho trộn đi lá chanh nữa cho thơm. Đi đâu ơi. Ui. Còn nó đỡ dính chảo hơn này. Đổ hết ra. Đi long. Chưa cho gia vị đâu nhé. Ở nhà đã có đạo. Chống em phát trực tiếp luôn đi em nhé. Có mạng luôn. Sáng phết nhỉ. Hết mẹ mình ngọt mình. Hết mẹ. Về đấy. Đây rồi. Nhớ không phải. Chưa. Cành kia nó là gì? Muối. Ăn một cành này. Cái gan đâu cũng chắc đi. Để trong nhà. Tống dính đỏ các bạn. Thôi thế em nguội. Để em nguội đã. Bỏ mẹ gan. Ăn luôn.
hết qua cái nước rồi. Được không ạ? Nước nhiều quá. Vừa vừa nước không? Quay thế này mà lên YouTube để có máu thế này. Chết rồi. Lúc cắt tiết rồi. Dao cắt đấy. Nha. Ấn nó xuống. Dạ, nó kia. Mẹ quên không trang trí. Gãi một tí. Đi.
Ăn đi. Ăn đi cho nóng. Ăn cho nóng. Dạ. Cái xương tròn nữa à? Trần vứt đi lên trời.